Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt nồng độ cồn. Hai xe biển số xanh vượt trái phép trên cao tốc. Nhà hàng ở quận 1 cho tiếp viên bán dâm thu lợi khủng. Chủ nhà bị kẻ trộm chó đâm trọng thương. Công nhân Samsung biểu tình đòi tăng lương trước cửa nhà chủ tịch tập đoàn. Ngôi nhà 4 tầng ở Ấn Độ đổ sập xuống sông. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 2 tháng 8. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123, mức tiền phạt là từ 6 đến 8 triệu đồng. Mức phạt tương ứng đối với người lái mô tô, xe gắn máy theo đề xuất mới là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, thay cho mức phạt 2 đến 3 triệu đồng theo quy định hiện hành. Bộ Công an cũng đề xuất tại dự thảo mới phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, riêng với trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức phạt giữ nguyên theo quy định hiện hành. Ngày 2 tháng 8, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận phản ánh cùng hình ảnh video clip về hai xe biển xanh vượt trái phép trên tuyến. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 sẽ sớm xác minh để xử lý. Khoảng 10 giờ 34 phút ngày 1 tháng 8, tại km 43 đến km 43 500 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, xe ô tô biển số xanh 73A00549 hiệu Hyundai Santa Fe chạy theo hướng Cam Lộ Đà Nẵng đã bật tín hiệu xin vượt. Chỉ sau vài giây, chiếc xe nói trên đã liều lĩnh vượt lên trái quy định qua một loạt xe khác. Thời điểm này, nhiều xe đang nối đuôi nhau đi phía trước vì đây là đoạn đường có biển báo cấm vượt, có vạch kẻ liền. Tiếp đó vào lúc 15 giờ 31 phút tại km 46 đến km 46 600 trên cao tốc này, đoạn chuẩn bị qua cầu Ô Lâu thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, ô tô Toyota Fortuner biển xanh 37A00650 cũng đã lấn làn vượt nhiều xe khác tại đoạn đường có vạch liền cấm vượt. Hành vi vượt trái quy định của hai xe biển xanh nói trên đã được người đi đường ghi lại bằng camera, sau đó gửi cho đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 qua đường dây nóng. Theo ghi nhận, tại các thời điểm mà hai ô tô nói trên vượt ẩu, trên xe không có bất kỳ đèn, còi ưu tiên nào. Theo xác minh ban đầu của Tuổi Trẻ Online, xe biển xanh 73A00549 thuộc quản lý của một ban quản lý dự án vì người nghèo tại tỉnh Quảng Bình, còn xe biển số 37A00650 thuộc quản lý của một sở tại tỉnh Nghệ An. Liên quan vụ ngập cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xảy ra một năm trước, ông Đặng Hùng Thái, giám đốc điều hành dự án cho biết các đơn vị liên quan đang xây dựng hai bức tường kiên cố cùng trạm bơm để phòng chống ngập. Hai bức tường được xây tại lý trình km 25+400, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bức tường bên phải tuyến được xây dựng kiên cố bằng đá chẻ, bê tông cốt thép dài khoảng 100m để nối từ đầu dốc bên đây đến đầu dốc bên kia theo hình võng song song với tuyến chính cao tốc và cao gần 2m. Ngoài thi công hai bức tường, các đơn vị liên quan còn đào hố sâu làm hồ điều hòa bên cạnh tuyến chính cao tốc và hệ thống đặt trạm bơm nước. Ông Đặng Hùng Thái cho hay, việc xây dựng này do các đơn vị liên quan như tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng cùng chung tay làm, không sử dụng nguồn ngân sách từ dự án. Theo ông Thái, khi xảy ra mưa lũ, nước sông dâng cao, hệ thống chống ngập này chỉ cho chảy một chiều từ bên trong dự án ra ngoài sông và ngăn tràn vào. Nếu nước sông dâng quá cao, nguồn nước thoát bên dự án gom vào một hồ điều hòa. Từ hồ điều hòa, hai chiếc máy bơm công suất lớn sẽ hút ra ngoài bức tường.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất nhà hàng G&G ở quận 1 và bắt giữ nhiều người có liên quan để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Nhà hàng này do người nước ngoài điều hành, chỉ phục vụ khách nước ngoài và thường xuyên tổ chức cho tiếp viên bán dâm cho khách thu lợi bất chính. Ngày 2 tháng 8, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh BC02 đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người về hành vi môi giới mại dâm. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhà hàng G&G trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng này hoạt động từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến nay do Hoàng Anh Hào, Du Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Choki Wan làm chủ và trực tiếp điều hành, quản lý. Nhà hàng có 30 phòng karaoke không phép với 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 má mì, 2 nhân viên phục vụ, hơn 120 tiếp viên nữ và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhằm thu hút khách, chủ nhà hàng quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội đây là địa điểm ăn chơi an toàn, có tiếp viên nữ múa sexy và sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá rẻ từ 2,5 đến 4 triệu đồng. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi, có xe sang đưa đón. Với phương thức thủ đoạn nêu trên, chỉ trong 2 tháng hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng. Đến trưa ngày 2 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày trên tuyến quốc lộ 26, đoạn qua thôn 12, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bán tải, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Bắc đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn đường trên, xe bán tải bất ngờ tông vào xe máy do người chồng cầm lái chở theo vợ và con trai lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 3 người trong cùng gia đình đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Sáng 2 tháng 8, Công an huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dũng, 34 tuổi, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trước đó, khi đang trộm chó thì bị chủ nhà phát hiện và Dũng đã đâm chủ nhà trọng thương. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 8, Dũng lái xe máy gắn biển số giả, mang theo 10 cục bã chó đi đến khu vực xã E Tiêu, huyện Cư Quyên. Trên đường đi, Dũng dùng bả bắt được một con chó rồi cho vào bao tải. Khi đến khu vực ngã ba thuộc thôn 86, xã E Tiêu thì thấy nhiều con chó nên vứt ra 2 cục bả. Dũng đứng trong hẻm quan sát thì 2 con chó lăn ra đường nên chạy xe ra để bắt thì bị ông Nguyễn Viết Hùng, 52 tuổi, là chủ 2 con chó phát hiện lao đến đạp ngã xe máy. Khi thấy cốp xe của mình bị bung, rơi ra một con dao Thái Lan, Dũng liền lấy dao đâm một nhát vào vùng đầu ông Hùng. Hậu quả, ông Hùng phải khâu 16 mũi. Sau đó, người dân và lực lượng công an có mặt kịp thời khống chế Dũng. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy, một con dao Thái Lan, 3 con chó đã chết, 7 cục bả chó, 1 gậy 3 khúc, 4 cuộn băng keo, 1 kìm cắt lưới cùng nhiều vật chứng có liên quan. Hiện công an huyện Cư Quyên đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Dũng về hai hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Sáng ngày 2 tháng 8, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con hà mã tên Ca. Đây là hà mã con sinh ra trong môi trường nuôi nhốt, một dấu mốc thành công trong việc bảo tồn động vật hoang dã. Nhiều khách tham quan chia sẻ, biết đến thông tin này thông qua fanpage Thảo Cầm Viên nên đã mua vé đến chung vui với sự kiện. Hà mã Ca tên đầy đủ là Canada, tên này được Tổng lãnh sự quán Canada đặt trong lần đến thăm Thảo Cầm Viên nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, Canada. Ca là con thứ ba trong gia đình, bao gồm cha, mẹ và hai anh. Trước đây, động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn rất ít khi sinh sản được. Gần đây, nhờ nỗ lực tạo môi trường sống gần với tự nhiên, nên đã có nhiều loài sinh con, trong đó có động vật quý hiếm như hổ, hươu cao cổ. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng tin AFP, ngày 1 tháng 8, lãnh đạo một công đoàn đại diện hàng chục ngàn nhân viên công ty Samsung Electronics đã tổ chức cuộc biểu tình ngay bên ngoài nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Lee Jae-yong. Samsung Electronics chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử, là công ty con lớn nhất của tập đoàn Samsung, doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Hàn Quốc và hàng đầu thế giới. Cuộc biểu tình diễn ra ngay sau khi các vòng đàm phán giữa công đoàn và lãnh đạo tập đoàn về việc tăng đãi ngộ cho người lao động thất bại hôm ngày 31 tháng 7.
Trước đó, các lãnh đạo công đoàn đã đàm phán với lãnh đạo Samsung trong 3 ngày liên tục với yêu sách tăng lương và phúc lợi cho người lao động. Trước tư gia của ông Lee, những người này giơ cao biểu ngữ với dòng chữ "Cuộc đình công của Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong phải chịu trách nhiệm". Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã được triển khai tại khu vực này, yêu cầu những người tham gia không được phép hô khẩu hiệu, khiến cuộc biểu tình bị gián đoạn. Các cuộc đàm phán trên được thực hiện sau nhiều ngày công đoàn trên kêu gọi nhân viên Samsung đình công. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 là cuộc đình công thứ hai trong lịch sử Samsung. Cuộc đình công đầu tiên diễn ra trước đó một tháng, vào ngày 7 tháng 6. Được biết, công đoàn Samsung Electronics đại diện cho 28.000 thành viên và chiếm hơn 1/5 lực lượng lao động của công ty. Sáng 2 tháng 8, một vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong tòa nhà dân cư và thương mại 5 tầng trong phố Người Hoa, Chinatown, ở thủ đô Manila, Philippines, đã làm 11 người chết. Theo hãng tin Reuters, giới chức địa phương cho biết khoảng 7 giờ 30 phút sáng 2 tháng 8 giờ địa phương, đám cháy đã được dập tắt sau đó khoảng 3 tiếng. Theo hãng tin AFP, các nhân viên từ 14 xe cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy. Và đến trưa, các xe chờ sẵn trên đường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và chưa rõ liệu có nhiều người bị mắc kẹt bên trong hay không. Tòa nhà trên cũng là nơi lưu trữ hàng hóa của các tiểu thương vào ban đêm. Tòa nhà có các cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên. Nelson Tai, một quan chức địa phương, nói với đài phát thanh DZRS rằng có ít nhất 11 người thiệt mạng và vợ của chủ tòa nhà nằm trong số những người đã chết. Ngày 1 tháng 8, giờ địa phương, một tòa nhà 4 tầng đổ xuống sông ở quận Kulu, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ sau trận mưa lớn và bị dòng nước xiết của sông Parbati cuốn trôi. Cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD ghi nhận lượng mưa 183mm ở bang Himachal Pradesh, sự cố được camera ghi lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 2 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, có nơi trên 80mm như Nậm Băng, Sơn La 107mm, Tả Phời, Lào Cai 85,4mm, Chế Tạo, Yên Bái 107,4mm, Yên Bình, Hà Giang 91,2mm, Thạch Lâm, Cao Bằng 158,8mm. Dự báo đêm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, cao nhất từ 35-37°C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất từ 32-35°C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.